Bản chất của thuyết trình, thuyết là thuyết minh, trình là trình bày, để nói ra những gì mình có trong tư duy của bạn. Trong tư duy của chúng ta, nó chính là kiến thức của mình, trải nghiệm của mình và kỹ năng của mình. Đó là như vậy nhé. Cho nên là kiến thức, nó là cái gốc. Nội dung là gốc. Cái này là của các anh chị nhé, chứ phải của tôi nhé. Tức là các anh chị đi thuyết trình một cái cơ hội đi du học châu Âu hoặc nước Úc chẳng hạn thế. Đúng không ạ? Thì là cái nội dung đó là của ai ạ? Của mình. Là của anh mà. Nhưng tôi sẽ là bên ngoài. Rồi, cái thứ nhất, muốn hoàn thiện được thì chúng ta cần phải có quy trình. Quy trình đó chính là từng bước để bạn thực hiện một điều gì đó để đạt được kết quả. Thì người ta gọi là quy trình. Và trong quy trình của người phát biểu nó khác, trong quy trình của người đào tạo nó khác, trong quy trình của người thuyết trình nó khác, trong quy trình của người giao tiếp nó khác nhau nhé. Và quy trình nó khác nhau dựa trên mục đích của mỗi người. Chứ mình không thể ốp quy trình giống nhau được. Quy trình để tạo ra một chai nước nó khác, còn quy trình để tạo ra một chiếc mic này nó khác, phải không mọi người? Thì nó là quy trình, tức là từng bước một. Thì các chị phải nắm được cái này. Các chị có biết lý do vì sao mà chúng ta khi chia sẻ là mình hay bị đang nói cái này xong tự dưng quên, bị tác động quên, xong lại nhảy cái kia? Cảm giác nó không có sự logic không ạ? Có không ạ? Là vì mình đang thiếu cái này. Nó giống như cái câu chuyện các chị đi trên đường ấy. Thôi chết rồi, ngã ba này dãy đường nào đây? Tức là mình đã không biết là mình phải đi cái đường nào. Tức là mình chưa nắm được quy trình. Nhưng nếu như mình nắm được cái bản đồ trên tay rồi, à đến đây mặc định sẽ phải, đến đây mặc định phần này, sau nội dung này là mặc định đến nội dung này, mặc định đến nội dung này, tức là mình nắm được quy trình rồi. Thì nó là cái này rất quan trọng. Và cái này sẽ là cái xuyên suốt trong 2 ngày của chúng ta nhé. Là mình sẽ học sâu về cái này. Các chị phải vững cái này, cái gì thì cái phải vững cái này. Đó. Nó giống như cái câu chuyện ấy, chúng ta không cần phải là một người lái xe giỏi. Chỉ cần bạn là một người thành thạo đường thôi là bạn có thể đạt đến đích của mình rất là dễ rồi, phải không ạ? Nhưng một người lái xe giỏi mà chúng ta không thành thạo đường thì các chị có đi thì nó cũng rối tung hết lên thôi. Tiếp theo, đó là khả năng diễn đạt. Khả năng diễn đạt. Khả năng diễn đạt. Khả năng diễn đạt tức là khả năng chuyển hóa tất cả kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm chúng ta, biến nó thành ngôn từ, sắp xếp nó lại thành một câu nói, thì người ta gọi là khả năng diễn đạt. Đó. Khả năng diễn đạt thì bản chất ấy, bản chất nhé, đó là khả năng xây dựng nội dung nói thôi. Đó là khả năng xây dựng nội dung nói thôi. Tiếp theo, để thuyết trình được, các anh chị sẽ chú trọng vào cái giọng của chúng ta. Cái giọng của chúng ta. Đúng không ạ? Giọng thì nó sẽ có những cái tiêu chuẩn của nó. Giọng thì nó, đúng không ạ? To, rõ ràng, dứt khoát, mạch lạc, có điểm nhấn nhá, cảm xúc rõ ràng. Đúng không ạ? Tiếp theo, đó là cái ngôn ngữ hình thể. Cái ngôn ngữ hình thể. Tôi nghĩ rằng là một trong những lý do mà nhiều anh chị đến đây, cũng có thể đâu đó các anh chị thấy thích cái phong thái của thầy mình. Cũng đa số nhiều các anh chị ở các khóa khác cũng có chia sẻ là rất thích cái phong cách, cái phong thái và cách chia sẻ của thầy mình. Thì đó là lý do mà anh chị đến với chương trình này. Thì đây cũng có thể là một lý do. Đâu đó các anh chị cần hoàn thiện cái phong thái, kỹ năng của mình. Đó là như vậy. Ngôn ngữ hình thể. Tức là chúng ta học cách để có thể điều khiển cái ngôn ngữ hình thể của mình một cách chuyên nghiệp nhất. Đó, và tự tin nhất, tự nhiên nhất và chuyên nghiệp nhất. Đó là như vậy. Tiếp theo, đó là chúng ta phải biết cách tạo tương tác. Tạo tương tác. Đó, một cái người mà thuyết trình chia sẻ mà chúng ta không biết cách tạo tương tác với mọi người, cái sợ nhất của đám đông, thưa các anh chị, nó không phải là đông, mà cái sợ nhất của đám đông nhé, đó là sự im lặng của người nghe. Các anh chị hiểu cảm giác đấy không ạ? Cái cảm giác mình nói cái gì, có đúng không anh chị? Không ai trả lời. Phía bên này giơ tay lên được không ạ? Không ai giơ tay. Đấy mới là cái cảm giác sợ các anh chị. Chứ không phải là câu chuyện đông hay người hay như thế nào. Cái cảm giác sợ nhất của mọi người là mọi người đang ngồi lâm lâm lì lì, tạo ra một cái vỏ bọc. Cái bức tường rất lớn để ngồi nghe xem ông làm cái gì. Và người ta không hề tương tác một cái gì. Thì cái đấy mới là cái sợ nhé. Đó, tiếp theo. Chúng ta phải biết nắm bắt tâm lý. Nắm bắt tâm lý của đám đông. Nắm bắt tâm lý của đám đông. Đó, và cái cuối cùng, đó là chúng ta phải biết điều hành hành vi đám đông. Điều hành hành vi đám đông. Điều hành hành vi đám đông. Thì khi mà các anh chị muốn hoàn thiện một cái kỹ năng của mình,
Thì các anh chị nhớ rằng cái gốc của vấn đề là nội dung. Bạn là người chia sẻ tốt nội dung A không có nghĩa là bạn là người chia sẻ tốt nội dung B. Có hiểu không ạ? Một cái người tự tin để nói chuyện đám đông không phải là người có nhiều kiến thức nha. Một cái khái niệm hoàn toàn mới. Mà một người tự tin nói chuyện đám đông là một người có nhiều nội dung nói. Hãy nhớ câu này. Tức là các anh chị có kiến thức chưa đủ, phải biết hệ thống hóa thành những bài nói. Và người nào sở hữu nhiều bài nói thì người đó càng tự tin để chia sẻ nhiều thứ. Còn nếu như bạn chỉ sở hữu một bài nói, tức là bạn chỉ nói tốt cái thằng A thôi, nhưng một cái người khác họ nói tốt từ A đến Z, tức là họ có nhiều bài nói khác nhau. Đó như vậy. Thậm chí có những anh chị, tôi hỏi câu hỏi là tại sao đến khi giới thiệu về doanh nghiệp của mình mà thậm chí không biết nói cái gì cho nó hay về doanh nghiệp của mình cơ. Thì đó là một cái sai lầm hoàn toàn. Cho nên có thể là các anh chị làm 10 năm đến 20 năm nhưng các anh chị đang đi thiếu đi một thứ gọi là bài chia sẻ. Tôi gọi là bài chia sẻ nhé. Ở đây cái này thì những ai làm đào tạo sẽ hiểu. Tại sao những người làm đào tạo họ rất tự tin để họ đứng đám đông chia sẻ ạ? Hả mọi người? Vì họ có nhiều bài chia sẻ. Còn chúng ta thì chưa xây dựng bài chia sẻ. Đó là như vậy. Và đây nhá là những cái điều mà chúng ta lưu ý. Điều tiếp theo là các anh chị khám bệnh này. Tôi sẽ đọc bệnh trước khi mà các anh chị chữa từng một bệnh một nhá. Các vấn đề. Các vấn đề. Một, về vấn đề nội dung. Về vấn đề nội dung. Cái thứ nhất đó là chưa định hình và xây dựng được nội dung hay. Cái thứ hai là chưa biết cách sắp xếp cái nội dung của mình làm sao cho nó hay và thu hút. Chưa biết cách sắp xếp cái nội dung của mình làm sao cho nó hay và thu hút. Các chị nhớ rằng là giai đoạn 1 là giai đoạn các chị học để tự tin, để nói. Nhưng mà khi mình tự tin rồi đến giai đoạn 2, đó là học để nói hay hơn. Vậy thì bản chất của việc nói hay ấy, nó có hai yếu tố. Một là bạn phải biết cách xây dựng nội dung hay. Và yếu tố thứ hai là phải tự tin. Các chị lưu ý nhé. Đó, nội dung hay mà không tự tin thì sẽ không truyền tải cái điều hay đấy. Nhưng mà bạn đã tự tin rồi, cộng thêm nội dung của bạn hay và thu hút thì hoàn toàn có thể chia sẻ được cái điều đấy. Đây nhá. Cái vấn đề thứ hai là liên quan đến giọng. Giọng. Đúng không ạ? Các chị xem mình có vấn đề gì không nhé. Giọng của chúng ta không được hay hoặc là không tròn vành rõ chữ. Tiếp theo là phát âm nó sai. Một số anh chị thì có thể gặp vào những vấn đề là như phát âm sai NL, đúng không ạ? Hoặc là một số cái từ khác chẳng hạn thế. Đó. Tiếp theo đó là không có điểm nhấn. Không có điểm nhấn. Tiếp theo là không biết cách điều tiết tốc độ. Không biết cách điều tiết cái tốc độ, cái tốc độ nói của mình. Tiếp theo đó là không có cảm xúc. Các anh chị nhớ rằng một trong những cái bí quyết để chúng ta có thể thu phục lòng người và chúng ta có thể bán hàng thành công, đó chính là yếu tố chân thành, phải không ạ? Đó là yếu tố mà chúng ta cũng rất là cần thiết. Chân thành trong lời nói là rất quan trọng. Vậy thì để có thể tạo ra sự chân thành thì yếu tố cảm xúc quan trọng không ạ? Cảm thấy rằng cái người này họ chia sẻ rất thật, rất cảm xúc. Cảm xúc ở đây không phải là mình tạo ra một cái giọng nói thật hay. Vì cái nghề của mình nó không cần phải quá hay, phải không ạ? Cái người mà họ phải bán cái giọng nói thì người ta mới cần gì? Cần hay. Còn mình không cần hay. Mình cần tự tin. Cần dễ hiểu là được. Đấy chưa? Tiếp theo, yếu tố số 3. Về vấn đề diễn đạt. Diễn đạt. Vấn đề đầu tiên, lùng cùng. Đúng không ạ? Lùng cùng. Thứ hai, dài dòng. Một lục cục hay dài dòng? Có không mọi người? Có không ạ? Đó, lục cục và dài dòng. Tiếp theo là quá đơn giản. Quá đơn giản, tức là nói nó cảm giác nó không lục cục, nó cũng không dài dòng, nhưng nó cũng chẳng có cái gì ấn tượng cả. Thì gọi là nó quá đơn giản. Lên nói thì cho có thôi. Phải không ạ? Thưa các anh chị, thì ông lùng củng nghe cũng mệt rồi, nhưng ông dài dòng nghe còn gì ạ? Mệt hơn. Còn mệt hơn cơ.
Tức là cái tư duy nhận định của họ vấn đề đã sai rồi, nghe còn mệt hơn nhé. Có những anh chị, tôi thậm chí tôi nghe, tôi cũng rất hay nghe những cái chương trình kiểu hay talk show của những chuyên gia doanh nghiệp ở, họ hay có up lên YouTube ấy. Một cái câu hỏi mà nó rất đơn giản với tôi, trả lời trong vòng độ 2 phút thôi. Nhưng mà tôi thấy ông ấy trả lời cái câu hỏi đấy 15 phút mà chưa xong, mà chả hiểu nó nói cái gì luôn. Tức là họ đang quá lủng củng và dài dòng, tư duy của họ chưa nhận định được vấn đề chuẩn. Chờ. Tiếp theo cái thứ tư là cái phong thái của chúng ta chưa định hình được. Cái phong thái và ngôn ngữ hình thể chuẩn, chưa định hình được cái ngôn ngữ và cái phong thái hình thể chuẩn, đúng không ạ? Cái thứ hai là chưa biết cách thể hiện, thể hiện nó ra. Nguyên tắc số 1 trong việc chúng ta muốn luyện tập về giọng thì phải định hình một giọng nói phù hợp với bạn. Nguyên tắc số 1 trong việc rèn luyện về ngôn ngữ hình thể là phải định hình một phong cách mà bạn muốn hướng đến. Mình định hình cái phong cách như vậy, xong bắt đầu mình luyện tập theo. Còn đa số các anh chị là chúng ta chưa định hình được cái phong cách, cho nên là chúng ta tập nó cứ vung loạn hết lên, hoặc là đưa nó chưa phù hợp chẳng hạn thế. Để chưa? Đây nhé. Số 5. Đó là chưa biết cách tạo tương tác. Tạo tương tác. Khi mà các anh chị chia sẻ, các anh chị có muốn người nghe của chúng ta cười không? Có không? Có muốn họ vỗ tay không? Có muốn họ gật đầu không? Có muốn họ đặt câu hỏi tương tác với mình không ạ? Có. Có muốn họ ghi chép không ạ? Có. Vậy thì đó là mình phải biết cách tạo tương tác. Tạo tương tác để chúng ta có sự gần gũi, có sự kết hợp với nhau nhiều hơn. Thì đây, tạo tương tác. Cái số 6. Chưa biết cách thu hút và quản lý đám đông. Chưa biết cách thu hút và quản lý đám đông. Và một yếu tố cuối cùng, số 7, đó là chưa biết cách luyện tập. Chưa biết cách luyện tập. Các anh chị có thấy mình ở đây không ạ? Hỏi thật, còn thấy không ạ? Có. Bên này có không ạ? Có. Có nhiều. Có hết. Đúng không ạ? Cho nên là phải biết bắt bệnh. Đúng không? Nhìn các anh chị biết bệnh gì rồi. Tiếp theo chúng ta ghi này. Các ứng dụng của kỹ năng nói. Các ứng dụng. Các ứng dụng. Các ứng dụng. Một, phát biểu. Hai, chia sẻ sản phẩm dịch vụ. Cái này là thường dành cho việc chúng ta làm hội thảo đấy. Đó, thuyết trình hội thảo đấy. Cái thứ ba là ứng dụng trong đào tạo. Ứng dụng trong đào tạo nhé. Đào tạo thì nó có hai dạng đào tạo. Một, đào tạo nội bộ. Nội bộ. Cái thứ hai là đào tạo chuyên nghiệp. Đó, đào tạo chuyên nghiệp. Đó. Thường những lớp đào tạo chuyên nghiệp thì tôi sẽ dành riêng cho một nhóm chuyên đi theo nghề đào tạo. Còn các anh chị thường có thì mình hay đào tạo nội bộ này. Đó, tức là mình sẽ đào tạo cho cán bộ nhân viên của chúng ta, của mình ấy. Ok, cái thứ tư đó là ứng dụng trong việc tổ chức một cái cuộc họp, tổ chức điều hành cuộc họp. Nó cũng cần đến kỹ năng nói và chia sẻ đám đông. Tiếp theo, cái số 5 đó là ứng dụng trong việc các anh chị có thể live stream. Tại sao live stream nó cũng gọi là đám đông? Đây gọi là đám đông online nhé. Có phải không mọi người? Mỗi cái nó có cái khó của nó. Được chưa? Mỗi cái nó một cái khó của nó. Các anh chị tưởng tượng như mình đang đứng trước đây là khoảng độ 18 người. Nhưng mà trong live stream có 180 người đang ngồi. 180 người là ít đấy nhé. Nhưng mà đấy cũng so, nếu mà tính ra mà, tức là bản chất họ cũng đang ngồi nghe mình mà. Nhưng mà cách thức và nghiệp vụ nó khác nhau. Đấy nhỉ, tiếp theo cái số 6. Ứng dụng trong giao tiếp. Kỹ năng nói rất quan trọng. Ứng dụng trong giao tiếp. Nó có thêm một cái nghiệp vụ nữa.
Còn ứng dụng, ví dụ có những bạn làm người MC này, điều hành đúng không? Chương trình này, nó cũng là một cái nghiệp vụ. Nhưng anh chị nhớ thế này này, một người MC nó khác nha. Chương trình của chúng ta đi sâu vào kỹ năng thuyết trình. Người thuyết trình giỏi chưa chắc biết làm MC đâu. Người làm MC tốt chưa chắc biết làm thuyết, chưa chắc đã biết thuyết trình đâu nha. Được chưa? Vì thuyết trình nó đòi hỏi chúng ta phải có gì ạ? Chiều sâu về mặt kiến thức và kỹ năng. Đó. Còn MC nó là bền nổi, là sự dẫn dắt, nó khác nhau. Tóm lại là ông MC là ông ở bền nổi thế này. Còn ông thuyết trình là ông gì ạ? Phân tích vào bên trong. Phân tích vào bên trong vấn đề của nó. Nó khác nhau hoàn toàn. Được chưa? Và phát biểu nó cũng khác. Phát biểu là các anh chị đang cô đọng một số vấn đề lại, cô đọng các nội dung lại thành một nội phần chia sẻ ngắn gọn trong vòng 3 đến 5 phút. Thì thường thời lượng của phát biểu chỉ 3 đến 5 phút thôi. Thời lượng của việc chúng ta thuyết trình một sản phẩm dịch vụ từ 30 phút đến 45 phút. Thời lượng của một chương trình đào tạo từ 2 tiếng cho đến 1 ngày có không ạ? Có. Nhưng thường trung bình một ca là tầm độ 2,5 tiếng.